Du học là ước mơ không phải ai cũng dễ tới được vì cường độ học cao cùng những gánh những về tài chính nơi xứ người đắt đỏ. Đối với sinh viên nghèo thì đi du học càng là bài toán kinh tế, phải lên kế hoạch cụ thể từng bước thu chi, dạt ra những năm tới mình sẽ làm gì thì mới có thể cân bằng được việc học và việc đi làm. Sai một ly trong tính toán du học, nó không chỉ đi một dặm đâu mà có khi còn chẳng thấy đường về nữa chứ. Tuy nhiên, nếu nghĩ tuổi trẻ của mình chỉ thiếu tiền chứ không hề thiếu đam mê thì câu chuyện của chàng nam sinh này nhất định sẽ truyền cho bạn động lực. Đúng nghĩa sinh viên nghèo không xu dính túi, chàng trai tự dành tiền học ngoại ngữ và cẩn thận lên kế hoạch du học. Thậm chí, anh chàng còn hàng ngày hết đất để chuẩn bị cho việc kiếm tiền làm thêm bù học phí. Vậy là cứ đều đặn 4 giờ 30 sáng, nam sinh lại dậy hết đất để giữ dòng ngực 105 và học 30 từ vựng mới của tiếng Đức, tự đặt 30 câu và tự tưởng tượng mình đang ở Đức để nói ngôn ngữ này. Chàng trai cứ đều đặn 4 giờ 30 sáng lại dậy học bài và hết đất. Nguồn, Thắng Phạm. Liên hệ với chính chủ video, cậu bạn là Phạm Thắng vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngành Quản lý Công nghiệp. Sau khi ra trường, Thắng quyết tâm chọn ngành ô tô là công việc mình sẽ theo đuổi đến cùng. Và sau nhiều hồi đắn đo, năm sinh chính đã có quyết định táo bạo khi chọn đất nước vô cùng đắt đỏ là Đức để tự túc du học dù trong tay không có một xu. Chàng trai tâm sự, chọn Đức cũng là cơ duyên khi nhìn lại các mối quan hệ thân thiết của mình đều liên quan đến Đức. Đứa bạn thân thuở bé đã bỏ mình sang Đức định cư, người anh đen nét đồng hành cùng mình trong một số dự án nhỏ cũng đã sắp đáp chuyến bay sang Đức du học. Mình thấy ô tô trước sau gì cũng sẽ là phương tiện phổ biến nhất với người Việt và thế hệ mình cần phải làm cái gì đó để đón đầu xu thế này. Bên Đức cho mình chương trình du học nghề, không chứng minh tài chính, học trong 3 năm rưỡi, vừa học vừa làm, Thắng cũng được mấy trăm đến 1.000 euro tùy chỗ làm, cam kết cho mình có việc làm trong quá trình học phải có một trường nhận học và một chỗ nhận làm thì mới được cấp visa. Nhưng cái này rất dễ, xưa giờ chưa ai bị từ chối nếu đủ sức khỏe và có hai, tức trình tiếng Đức. Sáng dậy cứ phải hít đất vài cái thế này cho khỏe. Hít đất xong anh chàng lại quay vào học bài ngay lập tức. Ảnh Thắng Phạm. Tiếng Anh của cậu bạn tương đối khá khi Thắng từng lập một câu lạc bộ tiếng Anh và tự học đạt TX750. Bí quyết học ngoại ngữ không có gì khác là sự chăm chỉ khi Thắng từng dành tới 10-15 tiếng ngày chỉ để học cải thiện tiếng. Vậy nên dù mới học lớp dở lòng tiếng Đức được vài tuần nhưng Thắng đã cố gắng rất nhiều ngay từ những ngày đầu. Vì là sinh viên nghèo nên mọi chi phí đều do năm sinh tự chi trả, thậm chí tiền học trung tâm cũng là nhờ khoảng thời gian sắp mặt chạy tao vô đây mới có được. Thể lực mình rất ổn, hít đất nhiều nên ngực 105, eo 75, các bạn coi hình sẽ rõ, mình chọn làm kỹ thuật gì tay chân làm khéo léo, biết tự sắp xếp nấu ăn, tự đóng bàn ghế này nọ. Gia đình mình thì nghèo rất buồn tơi ở Quảng Ngãi, mẹ mình chăn nuôi còn ba mình đạp xích lô, chứ không phải nhà có của ăn của để gì. Để có đủ 30 triệu học tiếng Đức khóa này, mình cũng đã cày sắp mặt và may mắn cuối cùng cũng có được. Anh chàng không ngại làm mọi cách để có thể hiện thực hóa giấc mơ du học của mình. Ngay dưới bài viết chia sẻ trên trang cá nhân có rất nhiều bình luận đồng cảm và thắng phục từ phía cộng đồng mạng. Hành trình tuổi 20, cảm ơn em đã nhắc nhở cho những người lớn hơn và những bạn nhỏ hơn về mục đích sống của cuộc đời mình. Thế hệ trẻ Việt Nam mình giỏi quá, mong sao đất nước mình sẽ có nhiều người trẻ như em. Chúc em nhiều sức khỏe và thành công. Bạn Văn Mai chia sẻ. Tinh thần thép thời hiện đại, quả là chàng trai có ý chí mãnh liệt. Chiều cao của một người thì có thể do gene nhưng cân nặng và vẻ đẹp cơ thể chắc chắn là do lối sống. Tôi thích tuyển những người có cơ thể đẹp, khỏe mạnh giàu làm Facebook gì người có cơ thể khỏe mạnh là người giàu ý chí. Xin tặng bạn câu nói của Matthew Gerber giúp bạn có thêm nhiều động lực mỗi sáng, bạn Nhi Nhi bình luận. Các bạn đừng bới lỗi của bạn này nữa bởi những người thành công họ làm tận khuya nhưng sáng họ vẫn dậy sớm. Còn với mình, đúng là giới hạn của mình chỉ là xuất phát điểm của bạn Hoài Lê cho biết.